Chào mừng các bạn đến với chiếc máy Performance Plus Low Pro Made in USA, giá tiền 100 triệu. Tối ưu nhất vẫn là Truck Handle Sport. Nhân tiện á, là Duy chỉ là một chút xíu động tác này cho mấy bạn nào mà mới là fan mới nha. Cái động tác này á, lưng nó phải thẳng, lưng không có cong, cái lưng cái vị trí ở đây nè. Mình nhìn cái lưng vị trí ở đây nè, nó thẳng là thẳng vậy nè, đó. Chứ nó không được cong vòng như vậy. Không biết cong sao giờ Duy cong hết được rồi. Nhưng mà mấy bạn mới tập nó sẽ bị lỗi cong lưng ở đây. Rồi khi á, các bạn thả vô á, là mình phải căng cái lưng ra. Ok. Đó, rồi lúc đó là bằng yếm khí nha. Căng cơ là yếm khí. Rồi xong bạn kéo vô nè. Cái thả đó thì cái tay của mình nó sẽ hơi cao cao lên tí. Rồi khi mà các bạn kéo vô mà giật một cái bật vô. Nghe không? Vậy nè. Đó. Còn khi mà nó nặng quá thì có thể ok. Các bạn có thể là chích một chút xíu hoặc là sai sót chút xíu thì không sao. Nhưng mà cái căn bản động tác phải là ưỡn ngực, thu vai và lưng thẳng. Cái mông dảnh cũng được. Tụi gái tập thì mông dảnh, đàn ông thì mông nó không dảnh bằng. Mà vô nha nè. Đầu tiên á, các bạn ra cái thế bạn ẩu lắm nha. Khi ra thì các bạn thường thường cái lưng các bạn bằng ưỡn gì 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 vậy được không? Nó khi mà ra đó là cái lưng các bạn nó cong, bạn sẽ vô tay vậy đó mà cái lưng mà nó cong, tức là cái độ hở của bạn ở bụng với đùi là nó rộng. Đó, còn Duy quen rồi. Thấy không? Duy làm vậy nè. Khi mà Duy tập nặng á là Duy dùng cái lực cơ lưng dưới và lực tay và lực chân ba cái kết hợp nhồi lên não sực cái bụp giật ra. Đó là tại quen rồi mới làm được như vậy. Thì các bạn chú ý những cái điểm như vậy thôi. Tại vì á khi mà các bạn đi tập á, PT nó chỉ bạn không tận tình thì cái kiểu gì vẫn chết hết á. Mà chắc chắn là PT nó không thể nào tận tình với bạn được rồi. Bạn vô bạn đóng tiền cho nó ít quá, kêu nó tận tình cũng hơi khó cho nó nghe. Bởi vậy đó là lý do đó mà Duy làm những clip rất là kỹ. Clip của Duy là một trong những clip kỹ nhất trong ngành luôn, không nào làm kỹ bằng Duy hết á. Bạn để ý coi, một cái clip, một cái máy này á, mà Duy tốn khoảng cả 10 lần Duy quay rồi đó. Rớt từ ở bên quận Tân Phú đi qua tới giờ Tứ Trụ mà Duy quay cái clip này phải nói miệt mài luôn. Hướng dẫn không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu tiếp, lỗi chỗ nào, sai chỗ nào. Thì các bạn chịu khó, bạn chịu khó bằng coi để bạn hiểu được những cái kỹ thuật động tác mà nó căn bản, mà không phải căn bản nữa mà nó chuyên sâu luôn. Mà tôi nói với bạn rồi, trong cái máy, hệ máy mà Raw Formula Plus á, cái thằng quỷ này khó tập nhất. Nó thẳng luôn. Cái thằng này khó tập nhất rồi tới cái thằng đó, thằng lưng là khó tập nhất. Thằng lưng của cái hệ Raw Formula Plus hay là hệ Stretch Drive nói chung là rất là khó tập. Không phải giỡn đâu, các bạn nhìn Duy tập vậy đó, bạn tưởng đơn giản vô tập tầm bậy không à. Đó. Mà BT rất bỏ bằng luôn, kệ. Tập sao kệ, chuyện phải chuyện nó phải chuyện của tôi. Vô. Hai. Đó là cái này chèo thuyền là thiệt thuộc dạng là tàu hàng không mẫu hạm luôn rồi đó. Còn muốn chèo thuyền mà nó nhỏ đó, bụp đó ra kia chèo 5 phút. À, chúng ta cùng nói một chút về thiết bị đi kèm nha các bạn. Cái này là các bạn sẽ thấy rồi đúng không? Yes. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta gắn vào đây. À, rồi chúng ta tập. Cái này là không có free quay gì được hết, không ai tập như vậy. Đúng không? Cũng ai tập như vậy. Nó mà chúng ta phải tập như vậy nè. Có hiệu quả không? Yes. Đương nhiên là có. Không có tập làm gì. Nhưng mà nó chưa tối ưu. Tối ưu nhất vẫn là Truck Handle Sport. Không phải là quảng cáo mà là một sự giới thiệu. Rồi. Các bạn sẽ thấy nó free way hơn rất là nhiều. Ok. Cái kia đâu có được đâu. Thấy không? Cái này nó free way hai chiều. Nè các bạn có thể xoay theo chiều này, các bạn cũng có thể làm theo chiều này. Hay chưa? Nói chung nó free way 360 độ.
Nè không, nhìn cái tay Duy nha. Thấy chưa? Để lại minh họa. Cái kia, ví dụ. Cái kia. Rồi ok cái này. Nè. Thấy chưa? Lại. Mấy cái thôi nha, cho anh tập hết nổi rồi. Rồi vẫn cách tập cũ. Chúng ta cùng nhau đến với một cái phụ kiện để chơi full cây, để cách một. Full luôn, không sợ. Tập nổi thôi chứ đâu sợ. Thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đến Tag Hoa Gym Center các chi nhánh để tập máy tập đẳng cấp theo phong cách của Duy Nguyễn Performance Plus. Xin thân ái kính chào. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất của này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.